Theo cái chia sẻ của bạn này ấy, tức là bây giờ cái thời buổi cạnh tranh rất là khốc liệt. Đấy thì cái nguy cơ chúng ta mở tiệm ra mà sập ấy thì nó rất là cao. Nếu như mà chúng ta không dày vốn. Thực ra mình đã ở trong cái hoàn cảnh này rồi, trên mình có thể là chia sẻ một cách nó dễ dàng nhất để cho anh em dễ hiểu. Bản thân mình trước kia ấy, lương cũng khoảng tầm 2 30 triệu hồi những năm 2011 12. Nếu mà cứ sống ổn định với cái mức lương như thế thì chúng ta vẫn sống ổn, không vấn đề gì cả. À, nhưng mà thường thường chúng ta đến một lúc nào đó rồi chúng ta cũng phải tách ra làm riêng. Chứ mình thấy rất ít người là sẽ chịu, gọi là chịu, gọi là đi làm, gọi là thuê cho người nào đó trong một quãng thời gian rất rất lâu, mình thấy ít lắm. Đa phần là anh em sẽ làm 5 7 năm, cùng lắm chục năm gì đó là anh em sẽ phải mở tiệm rồi. Đấy thì bây giờ ấy, không riêng gì ngành tóc đâu, cái ngành nghề gì cũng thế, nó cũng mở ra rất là nhiều. À, nhưng mà mình vẫn luôn luôn tư vấn với anh em rằng cái ngành tóc này này thì sẽ không bao giờ lỗi thời, và cái người làm ấy bao giờ nó cũng sẽ ít hơn rất 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 nhiều so với cái người đi cắt tóc, cái người đi làm tóc. Nên anh em không sợ rằng là gọi là nhiều thợ quá mà không có chỗ cho việc, hay có việc cho mình làm, hay có chỗ cho mình mở đâu. Cái quan trọng ấy là cái mục tiêu của anh em là anh em làm ở đâu. Bản thân mình cũng đã từng mở trên những cái thành phố lớn và mình cũng đã từng thất bại, cho nên mình có thể hiểu được rằng cái yếu tố đầu tiên để chúng ta mở ở những nơi thành phố lớn là cái vấn đề mà chúng ta phải có được một cái lượng vốn nó lớn một chút, đủ để chúng ta sống được đã. Quan trọng là chúng ta phải sống được đã. Thì những cái tháng đầu hay là những cái năm đầu đấy thì dĩ nhiên là cái khách của chúng ta làm ở đây chủ yếu là để lấy khách quen đã. Thì khi mà chúng ta có thương hiệu rồi thì chúng ta mới sống được. Đấy thì cái trong cái quãng thời gian này để mà làm, để mà đủ, để mà hòa vốn thôi cũng đã là một cái may mắn rồi. Thì chưa nói gì đến cái việc mà chúng ta có lời có lãi. Đấy cho nên chúng ta phải có một cái lượng vốn đủ lớn để mà chúng ta nuôi được tiền nhà, ăn uống, nhân viên này nọ đủ thứ. Đấy là mình đang nói trên thành phố nhé, nếu như mà anh em có ý định. Đấy, chứ còn là khi mà anh em về thị trấn, về thị xã hay là về quê gì đó thì cái này thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Anh em cũng phải cạnh tranh nhưng mà cái mức độ mà anh em sống sót được thì nó sẽ cao lên, nó sẽ tăng dần lên bởi vì cái chi phí nó sẽ ít đi. Đấy thì cái này anh em phải đánh đổi, cũng như là anh em phải cân nhắc thật kỹ xem là chúng ta đã đến lúc chúng ta mở hay chưa, cái kinh nghiệm của chúng ta đã ok hay chưa, thậm chí là cái tuổi đời, cũng như là chúng ta có cái thứ gì nó mới mẻ hay không. Nếu như mà anh em thấy ấy, có rất là nhiều người người ta có những cái thứ rất mới mẻ, hoặc là cái tiệm của người ta đôi khi người ta không làm như những tiệm khác đâu, nhưng người ta chuyên về một cái mảng gì đó, nó cũng sẽ dẫn đến cái thành công nó dễ dàng hơn. Thế nhưng mà chúng ta không có cái gì nổi bật, cũng như là không nổi tiếng, cũng như là cái kinh nghiệm này nọ của chúng ta nó cũng còn đang ở cái mức hạn chế, thì anh em hãy từ từ đã. Đấy thì và anh em xem là mình muốn làm tại thành phố, muốn về quê hay như thế nào. Đấy và muốn cái lượng vốn của chúng ta đã đủ để nuôi được hay chưa. Chứ nhiều anh em mình thấy máu quá, mới làm 1 2 năm cái kinh nghiệm cũng như là cái số vốn chúng ta còn ít, chúng ta đi vay mượn 1 200 triệu chúng ta mở tiệm. Nói thật cái kiểu như thế chết nhanh lắm, cho nên anh em cần phải cân nhắc thật kỹ nhé, nhất là những bạn thợ mới. Nếu mà chưa cảm thấy ok trong những cái khoản đấy thì tốt nhất là chúng ta cứ đi làm, và bao giờ chúng ta tích lũy đủ kinh nghiệm, đủ một lượng vốn lớn thì lúc đó chúng ta hãy tách ra làm riêng, và làm riêng thì cũng phải cân nhắc thật kỹ để mà chúng ta phải sống sót được nhé. Cảm ơn anh em.